Xin chào các bạn học sinh lớp 2. Hôm nay chúng ta sẽ học những thật hay. Chủ đề gia đình nhỏ. Bài 3: Sinh nhật vui vẻ. Tiết 1. Chúng ta sẽ chuẩn bị đồ dùng học tập. Màu, bút chì, gôm và rất nặng. Nội dung cần đạt của bài học ngày hôm nay: cảm nhận được không khí của buổi sinh nhật, biết chọn ý tưởng cho buổi sinh nhật và vẽ được bức tranh về đề tài sinh nhật, biết yêu thương người thân và bạn bè. Chúng ta đi vào phần khởi động. Em đã từng dự sinh nhật của ai? Trong buổi sinh nhật đó, em đã thấy có những hoạt động gì? Giờ chúng ta sẽ đi qua phần tìm hiểu các hoạt động trong buổi sinh nhật. Và trước khi chúng ta đi vào cái hoạt động này thì chúng ta hãy cùng ba mẹ anh chị chơi trò tổ chức sinh nhật để chúng ta biết trong cái buổi sinh nhật thì chúng ta sẽ có những hoạt động gì nhé. Chúng ta xem một số cái hình ảnh về cái buổi sinh nhật thì chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng với ai, tổ chức ở đâu và gồm có những gì. Ngoài gia đình ra thì chúng ta còn có thêm bạn bè cùng chúc mừng sinh nhật. Các bạn cùng xem lại một số mẫu bánh sinh nhật. Các mẫu bánh sinh nhật có nhiều rất rất là nhiều hình khác nhau, hình trái tim rồi hình chữ nhật, hình tròn vân vân. Trong buổi sinh nhật thì gồm có những gì và buổi sinh nhật thì gồm có những ai? Buổi sinh nhật thì chúng ta thấy gồm có ông bà, ba mẹ, anh chị em, bạn bè, những cái người thân của mình. Và buổi sinh nhật gồm có bánh sinh nhật, bánh kem, trái cây, nến, bóng bay hoặc những món quà vân vân. Này thì không còn xa lạ với chúng ta nữa đúng không? Chúng ta sẽ đi vào phần cách vẽ tranh với chiếc bánh sinh nhật nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái bánh sinh nhật. Thì tuần trước chúng ta học chúng ta nặn chiếc bánh. Thì tương tự như cách nặn thì chúng ta sẽ có cái cách vẽ vẽ chiếc bánh. Cũng vẽ theo hình khối nha các bạn. Chúng ta vẽ ví dụ cái bánh hình tròn thì chúng ta sẽ vẽ theo cái bước là hình tròn. Hình tròn trước. Rồi chúng ta sẽ vẽ lên những cái tầng bánh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ thêm những người thân, bạn bè và đồ vật xung quanh của cái buổi sinh nhật đó. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ tô màu. Tô màu cho bức tranh thì chúng ta dùng những cái màu tươi để tô cho bức tranh thêm vui tươi hơn, sinh động hơn. Chúng ta qua phần thực hành. Em hãy vẽ bức tranh sinh nhật mà em thích. Lựa chọn hoạt động đặc trưng của buổi sinh nhật để vẽ. Chúng ta cùng xem thêm bài vẽ của các bạn học sinh nhé. Đây là một buổi tổ chức sinh nhật ở ngoài sân. Khung cảnh là ở ngoài sân, gồm có gia đình và bạn bè cùng tham gia sinh nhật. Và đây là một buổi tổ chức sinh nhật cùng với bố mẹ, cùng với gia đình. Chúng ta sẽ hoàn thành bài và chúng ta giữ bài lại để tiếp tục học bài sau. Chúc quý phụ huynh và các em nhiều sức khỏe.